nhiều phản ứng trái chiều. Cách đây không lâu, Firena đăng tải ảnh được cho là thiết kế iPhone 12 với 4 camera mặt sau. Xét về tổng thể, iPhone 12 không khác iPhone 11 ngoại trừ số lượng camera tăng từ 3 lên 4. Firena nói rằng cụm camera của iPhone 12 sẽ mang lại chất lượng ảnh cao hơn với ảnh góc rộng, siêu rộng, tele và ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, iPhone 12 còn có thêm camera Time of Flight có khả năng đo đạc và phân tích dữ liệu ảnh chính xác hơn nhiều camera thường. Camera này là lựa chọn hoàn hảo cho thực tế tăng cường. Thiết kế của iPhone 12 gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bình luận trên Twitter chủ yếu tập trung vào yếu tố sáng tạo mà Apple đánh mất. Tuy nhiên, người khác cho rằng iPhone mới liên tục bị chê nhưng lại rất hút khách. iPhone có thể không hài lòng với iPhone mới nhưng chính họ lại suốt sáng muốn thành người đầu tiên sở hữu chúng. Cùng với nâng cấp mới trên iPhone 12, thông tin Apple sẽ ra mắt bản Rogo và Midnight Black cũng khiến iPhone vô cùng hào hứng iPhone 11 hiện tại đang đón nhận tín hiệu tích cực từ thị trường dù trước đó bị chê tả tơi.